Xin chào các quý khán giả của bản tin bóng đá Việt. Chúng anh rất vui khi được gặp các khán giả thân yêu của môn thể thao vua Việt Nam trong số cuối tuần hôm nay. Hãy cùng mở đầu bản tin với những cập nhật mới nhất về đội tuyển Việt Nam tại khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Mới đây, những chàng trai của đội tuyển quốc gia đã có mặt tại Oman để chuẩn bị cho lượt trận thứ tư vòng loại cuối khu vực châu Á sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 10 tới đây. Sau khi khép lại vòng đấu thứ 3 không được như mong đợi và phải trải qua thời gian dài di chuyển, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã ngay lập tức bước vào buổi tập luyện để sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng. Tuy nhiên, một tin không vui liên quan tới lực lượng đội bóng đã đến với thầy trò họ Park. Sau khi đặt chân tới Oman, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho trận đấu gặp nước chủ nhà vào lúc 23 giờ ngày 12 tháng 10. Sốc lại tinh thần sau thất bại trước Trung Quốc, các cầu thủ bước vào tập luyện với sự nghiêm túc cao độ. Trong buổi tập này, đội trưởng Quế Ngọc Hải không đứng cùng các đồng đội mà phải tập riêng do gặp vấn đề ở cổ chân. Mặc dù vậy, các bác sĩ cho biết đây chỉ là chấn thương nhẹ và không ảnh hưởng nhiều đến khả năng ra sân của cầu thủ này. Hiện tại, thời tiết ở Oman được cho là khá dễ chịu so với UAE hay Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, các cầu thủ lại gặp một vấn đề khác là chất lượng sân tập. Do ảnh hưởng từ bão Sahin, mặt cỏ của sân bị ngập nước và đã không giữ được tiêu chuẩn ban đầu. Sắp tới, lãnh đạo đội sẽ đi khảo sát thêm một số sân tập khác nhằm giúp đội tuyển có điều kiện tập luyện tốt hơn. Đối với người hâm mộ Việt Nam, có lẽ đội tuyển Oman còn đôi chút xa lạ khi mà lần chạm trán gần nhất giữa hai đội tuyển đã diễn ra cách đây 18 năm. Tuy nhiên, cuộc đối đầu tới đây trước tuyển Oman có lẽ sẽ là trận đấu đầy duyên nợ đối với huấn luyện viên Park Hang-seo. Bởi lẽ trong quá khứ, thầy Park đã từng chạm trán trước huấn luyện viên đang dẫn dắt đội tuyển Oman. Cuộc đối đầu này cũng đã để lại không ít ảnh hưởng tới sự nghiệp của thầy Park trước đây. Và trong bối cảnh khi mà Việt Nam đang rất cần có được 3 điểm, đây chắc chắn sẽ là trận đấu mà huấn luyện viên Park Hang-seo cần dốc hết sức mình để khẳng định khả năng của bản thân và không để lịch sử lặp lại. Trong quá khứ, huấn luyện viên Park Hang-seo từng phải nhận một thất bại khá cay đắng trước ông Branko Ivankovic, làm ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp của mình. Đó là khi thầy Park dẫn dắt đội tuyển U23 Hàn Quốc chạm trán U23 Iran của huấn luyện viên Ivankovic trong trận bán kết môn bóng đá nam ASEAN Busan diễn ra tại Hàn Quốc vào năm 2002. Thất bại trên loạt đấu súng 11m khiến đội bóng xứ Kim Chi tan mộng đoạt huy chương vàng ngay trên sân nhà. Trận thua này đã ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp của huấn luyện viên Park Hang-seo, khiến ông bị Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc sa thải sau đó. Trong một bài phỏng vấn, chiến lược gia này chia sẻ đó là cột mốc khiến sự nghiệp của ông không thể phát triển và mất nhiều thời gian để lấy lại tên tuổi ở quê nhà. Đội tuyển Oman vừa chịu tổn thất lớn về lực lượng sau trận thua 1-3 trước đội tuyển Úc cách đây ít hôm. Cụ thể, đội bóng Tây Á sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ trụ cột là Zahi Al-Akbari trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Chân truyền 22 tuổi đã gặp phải chấn thương nặng sau một pha va chạm với cầu thủ đối phương. Điều này khiến anh buộc phải rời sân trên xe cấp cứu ở phút 32 của trận đấu. Theo báo chí Oman, tiền vệ mang áo số 8 đã bị trợt khớp vai. Với chấn thương này, Al-Akbari sẽ chắc chắn phải vắng mặt trong cuộc đọ sức giữa đội tuyển Oman và đội tuyển Việt Nam vào ngày 12 tháng 10 sắp tới. Zahi Al-Akbari là một trong số hai cầu thủ của tuyển Oman đang thi đấu ở nước ngoài. Cầu thủ này là trụ cột ở tuyến giữa của đội bóng Tây Á kể từ khi ra mắt vào năm 2019. Dù phải trải qua 3 vòng thi đấu đầy khó khăn và chưa giành được bất kỳ điểm số nào, đội tuyển Việt Nam vừa qua cũng đã nhận được những lời động viên đầy ý nghĩa đến từ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC. Được đánh giá là một thế lực mới đang lên của bóng đá châu Á, những chàng trai của tuyển Việt Nam cũng đã để lại những dấu ấn với tinh thần chiến đấu đầy quyết tâm của mình khi lần đầu góp mặt tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã dành những lời khen cho đội tuyển Việt Nam, dù chưa có điểm tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trong bài viết về 5 điều đáng chú ý tại loạt trận vừa qua, AFC đã dành riêng một đoạn cho đội tuyển Việt Nam. Theo đó, Liên đoàn bóng đá châu Á gọi đội tuyển Việt Nam là một trong những thế lực đang lên của bóng đá châu Á, khi lần đầu tiên xuất hiện ở vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup. Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á nhắc lại những khoảnh khắc đẹp trong các trận đấu vừa qua. AFC cũng không bỏ qua bàn mở tỷ số đẹp mắt của Quang Hải ngay ở phút thứ 3 trong trận mở màn gặp đội tuyển Ả Rập Xê Út. Liên đoàn bóng đá châu Á cũng đánh giá cao nỗ lực của đội tuyển Việt Nam trong hai trận đấu tiếp theo gặp Úc và Trung Quốc, khi chỉ để thua với tỷ số xích sao. AFC đã khen ngợi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chơi đầy nỗ lực, quyết tâm nhưng vẫn đang gặp những khó khăn. Ở phần cuối bản tin, hãy cùng Trúc Anh khám phá sân vận động Sultan Qaboos, nơi diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Oman tại vòng loại World Cup tới đây.
cách đây 17 năm, chính sân đấu này đã mang đến một chiến thắng lịch sử của tuyển Việt Nam trước một đối thủ lớn là Hàn Quốc. Hy vọng rằng kỳ tích này một lần nữa sẽ được lập lại trên sân đấu này. Và đây cũng sẽ là phần tin khép lại bản tin bóng đá Việt hôm nay của chúng ta. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào quý vị khán giả của FPT Play. Lúc này tôi đang có mặt tại sân Sultan Qaboos, sân nhà của đội tuyển Oman. Và chúng ta hãy cùng khám phá sân Sultan Qaboos xem sân đấu này có những gì đặc biệt. Theo ghi nhận từ phóng viên của FPT Play tại Oman, sân Sultan Qaboos là một sân vận động đẹp với tổ hợp quần thể kiến trúc bao gồm sân bóng đá, điền kinh, hockey, cricket và cả hồ bơi. Sân vận động trung tâm là nơi nổi bật nhất với sức chứa hơn 20.000 chỗ ngồi. Trong trận đấu giữa Oman và Ả Rập Xê Út, sân Sultan Qaboos đã được ban tổ chức mở cửa để đón tiếp 30% lượng khán giả đến cổ vũ. Sau khi dịch Covid-19 được khống chế tại quốc gia này, khả năng cuộc đối đầu với Việt Nam sẽ được nâng số lượng khán giả vào sân lên 70%. Hiện tại ghế ngồi cho huấn luyện viên và cầu thủ hai đội cũng như khán đài VIP và khu vực dành cho phóng viên đang được vệ sinh làm mới. Sân vận động Sultan Qaboos có mặt cỏ dày và đẹp. Khán đài được sơn màu đỏ và xanh giống như quốc kỳ Oman. Hiện tại, thời tiết tại quốc gia Tây Á này cũng khá dễ chịu với nhiệt độ không quá nóng và được đánh giá khá giống với thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá khứ, sân bóng này từng chứng kiến chiến thắng 1-0 của đội tuyển Việt Nam trước Hàn Quốc tại Asian Cup 2004. Hy vọng Sultan Qaboos tiếp tục mang lại may mắn cho những ngôi sao vàng ở trận đấu sắp tới. Họ từng đánh bại Nhật Bản và khiến Australia mướt mồ hôi. Nhưng chúng ta đến Oman với quyết tâm có được điểm để đáp lại niềm tin của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam. Vòng loại 3 World Cup khu vực châu Á đứng đến Qatar, Oman, Việt Nam. Bình luận trước trận 22 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2021 trực tiếp trọn vẹn trên FPT Play. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.